Vâng, chào mừng quý vị các bạn đến với Kỳ Đài Đất Việt năm 2018. Chương trình thách đấu kỳ thủ kết nối đam mê do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam và Thăng Long Kỳ Đạo phối hợp tổ chức. Ngay ở kỳ đài thứ 7 thì chúng ta đã chứng kiến một trận đấu rất hay giữa anh Đỗ Văn Trường của câu lạc bộ Cờ Tướng Sunshine và anh Hoàng Mạnh Thắng đến từ câu lạc bộ Việt Trì Phú Thọ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với trận 8, một trận đấu được hứa hẹn có hết sức hấp dẫn giữa anh Nguyễn Tường Long của câu lạc bộ Cờ Tướng Tứ Phương Huynh Đệ Hà Nội và anh Hoàng Văn Dô đến từ câu lạc bộ thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai. Xin mời hai kỳ thủ bước ra kỳ đài. Vâng, xin chào anh Long. Xin chào anh Dô. Thưa anh Dô, là một người tổ chức phong trào ở câu lạc bộ thôn Rùa Thượng. Xin anh cho biết là một năm thì ở làng mình thì ở thôn mình là có mấy giải cờ ạ? Và vào dịp nào? Thưa anh, là coi như ở quê tôi là một năm coi như có hai kỳ lễ hội, nhưng mà thường thường là coi như là cái như tháng 3 thì chúng tôi hay tổ chức coi như giao lưu, coi như là thi đấu cờ tướng, là có mời coi như các kỳ thủ coi như ở mọi nơi về tham dự thi đấu, giải cũng không được to, nhỏ nhỏ thôi. Thế vừa là cái cổ vũ cho tinh thần coi như của anh em coi như trong quê nhà, và vừa coi như là góp vui cho ngày hội coi như cổ truyền của chúng tôi. Xin anh cho biết là ở quê mình thì làng nghề, em được biết đó là một làng nghề. Vậy thì cái làng nghề của mình là làm nghề chính là nghề ngành nghề gì ạ? Báo cáo với anh là coi như trong tôi thì coi như là cũng vẫn là coi như là nghề chính của chúng tôi là nghề cơ khí làm các cái nghề gia công cho các doanh nghiệp, của ví dụ như là xe máy hoặc là lưỡi cơm hoặc là coi như bên khóa, tức là có thể nói là công nghiệp nhẹ đúng không ạ? Công nghiệp cơ thế khí thì nhẹ. Cái ở nhà anh cũng vẫn làm nghề đúng không ạ? Báo cáo với anh là nhà tôi thì coi như cũng vẫn làm nghề, có xưởng riêng ạ? Có. Tôi cũng có một vài cái xưởng, cũng thuê có như khoảng gần chục công nhân. Vâng, làm như cái thời gian anh dành cho cờ tướng là lúc nào trong ngày? Báo cáo với anh là thời gian có như gần đây thì có như tôi có như cũng là tham gia thì cũng nhiều hơn trước một tí. Trước thì tôi có như cũng mải làm ăn, là có như tôi cũng không đánh mới, nhưng mà cái sở dĩ cờ tướng của tôi là từ ngày nhỏ rồi, cho nên có cái chí cờ tướng là coi như từ ngày nhỏ và đi bộ đội là tôi cũng đánh. Wow. Về thì coi như cũng thỉnh thoảng là đi làm ăn thì coi như cũng gặp gỡ các anh em chơi cờ ở các quán xá thì tôi góp vui chơi. Cái thành tích lớn nhất của anh ở trong cờ tướng là vị trí gì ạ? Thành tích của tôi thì coi như ở trong coi như quê nhà thì coi như tôi thi đấu thì coi như cũng là gọi là ở các cái quán nước, quán xá thôi, thì coi như cũng là đạt coi như đây cũng gọi là tương đối là anh kiêm tốn ấy. Như tôi được biết là trong cái hồ sơ anh gửi đến thì anh có đạt giải nhì xã đúng không ạ? Nhì hay giải nhất xã? Rồi coi như trong thi đấu ở trong xã thì coi như tôi coi như cũng đạt cái giải nhất nhì. Thì coi như trong huyện thì coi như tôi cũng đặt cái giải 3. Vâng, cảm ơn anh Dô. Chúng ta quay lại với đối thủ của anh Dô trong ngày hôm nay. Xin chào anh Nguyễn Tường Long, chủ nhiệm câu lạc bộ Cờ tướng Tứ Phương Huynh Đệ. Anh Nguyễn Tường Long có thể cho quý vị khán giả biết là anh bao nhiêu tuổi và anh đang làm công việc gì không ạ? Thưa anh, tôi hiện tại thì tôi đang làm bên công việc của tôi là bên xây dựng. Tôi năm nay 48 tuổi, ở Thụy Khuê, Tây Hồ. Cái thời gian của anh Long dành cho cờ tướng là gì ạ? Được biết là anh còn mê cả thú chơi đi câu đúng không ạ? Tại vì anh ở gần Hồ Tây và anh cũng là một người đi câu rất là giỏi. Vậy thì những cái đam mê nào, anh có đam mê nào bên cạnh đi câu có phải là cờ tướng? Tôi, đam mê của tôi là cờ tướng. Tôi những thời gian rảnh thì tôi có lúc thì chơi ở nhà, không tôi đến diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo để học tập các anh em ở đấy, người ta chỉ bảo thêm cho. Anh đánh giá thế nào về cơ hội của mình với đối thủ trong ngày hôm nay? Một người đã được giải xã và kể cả giải huyện nữa. Thì anh nghĩ là cơ hội của anh trong ngày hôm nay là anh được cầm quân vịt đỏ. Dù sao cũng là một lợi thế đúng không ạ? Anh đánh giá cơ hội của anh là giành chiến thắng là bao nhiêu phần trăm?
Cơ hội thì tôi không dám nói nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Vâng, cố gắng hết mình đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của hai kỳ thủ và xin mời hai anh vào vị trí ạ. Mời anh vào vị trí thi đấu. Xin mời kỳ thủ anh Vũ Hữu Cường, kiện tướng quốc gia sẽ thay mặt ban tổ chức làm trọng tài giải này. Và chúc anh hoàn toàn thành tốt nhiệm vụ. Vâng, 12 kỳ thủ bắt tay làm thủ tục thi đấu. Ván đấu bắt đầu. Camera này hơi kịch. Vâng, chào mừng quý vị các bạn đến với cabin bình luận của Kỳ Đái Đất Việt năm 2018. Và xin giới thiệu quý vị các bạn là người ngồi cạnh tôi là anh Doãn Hữu Bình. Xin chào anh Doãn Hữu Bình. Vâng, xin chào anh. Đồng bình luận viên rất là nổi tiếng của chúng ta. Như vậy là pháo 8 bình 5 và mã 8 tấn 7. Thưa anh Bình, có vẻ như ngay lập tức là một trận nghịch pháo đến từ bên họ. Vâng, chúng ta thấy là với lợi thế cầm quân đỏ đi trước thì anh Nguyễn Tường Long, chúng ta vẫn biết anh với biệt danh là Long Tây Hồ đấy. Anh đã chủ động vào pháo đầu. Và bên anh Dô là đi hậu cũng thể hiện cái tinh thần quyết chiến của mình với việc là cũng đóng pháo đầu và hình thành thế trận nghịch pháo. Và bên xanh thì chọn cái đường là ngũ thất pháo. Chúng ta thấy là pháo 5 và pháo 3 thì cũng giống như pháo 5, pháo 7 thôi. Bởi vì khi anh Long đóng pháo 8 vào thay vì pháo 2 thì bây giờ bên kia cũng đóng vào như thế thì chúng ta vẫn gọi là ngũ thất pháo để đối phó lại pháo đầu. Và cả hai bên cùng nhảy một mã chính diện, một mã biên. Cái thế trận mà nghịch pháo này là một cái thế trận mà có thể nói là chúng ta những cái người yêu cờ thì gặp nó từ rất sớm. Thưa anh Bình, đây là một thế trận bên cạnh thuận pháo thì nghịch pháo là một thế trận mà dân gian rất hay sử dụng. Và cái thế trận này thì nó có cái sức, có thể nói sức tấn công rất là gấp gáp và nó rất là hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem là bên anh Dô, anh Hoàng Văn Dô thì giới thiệu quý khán giả là chủ nhiệm của câu lạc bộ cờ tướng thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đây là một cái câu lạc bộ mà hàng năm tổ chức hai giải cờ của thôn và có mời về các kỳ thủ mạnh đến từ toàn miền Bắc. Và anh Dô là chủ nhiệm và là cái người xây dựng phong trào của cái giải cờ của thôn Rùa Thượng. Thì cái giải cờ này thì đánh ở sân chùa anh Bình ạ. Vâng. Một cái nơi rất là đẹp và thoáng mát. Thì nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương ấy, thì đây là một trong những giải cờ mà phong trào gây ấn tượng nhất trong năm đối với những người yêu cờ toàn quốc. Vâng. Nếu như có gì thì chắc chắn là tôi sẽ ghé qua thôn Rùa Thượng. Thôn Rùa Thượng thì nghề chính, ngành nghề là cơ khí đột dập, sản xuất các thiết bị máy móc nhỏ, phụ tùng. Bên cạnh đó thì dân làng thì vẫn làm lúa, làm đồng. Và tôi được thầy biết rằng là khi mà tôi đến đấy tôi rất ấn tượng về cái phong cảnh, có một con sông nhỏ chạy qua rất là đẹp. Vâng. Thì hy vọng rằng những cái người yêu cờ khi mà có điều kiện hãy đến thôn Rùa Thượng để thăm anh Dô, để thăm thú giải đấu và để tận hưởng vẻ đẹp nơi đây. Quay trở lại trận đấu, như vậy là xem 1-4 đến từ anh Hoàng Văn Dô. Vâng, chúng ta thấy là vừa rồi anh trước khi nước xem 1-4 này thì anh Long cầm quân đỏ cũng đã đi pháo 2-3. Như vậy là hình thành cả hai thế là cả hai bên cùng có một pháo ở lỗ 5 và một pháo ở lỗ 3 để tấn công vào tốt của đối phương. Và vừa rồi thì anh Dô đã chọn nước hoành xe, hữu hoành xe, xếp 1-4. Cái nước này tôi đánh giá cũng tương đối hay trong thời điểm hiện tại thì bên hai bên đều chưa đi một con tốt nào cả. Và nếu như đến lượt bên tiên đi thì chắc chắn là bên hậu sẽ thăng xe lên hà để tránh cái đường ví dụ binh 3 tấn 1 gây áp lực đến cánh ngựa. À. Như vậy là xe 2 tấn 6 chúng ta cùng chờ xem liệu có phải xe 9-8 đến từ anh Dô hay không. Ở trong cái hình cờ này thì thông thường bên hậu sẽ đi xe 9-8. Nếu đấu thì đấu đi, bên hậu có xe khỏe. Còn nếu ăn vào thì đương nhiên là bên xanh đã ra được xe và có thể mở thêm các đợt tấn công mới.
Anh Doãn Hữu Bình là một người xây dựng phong trào từ rất là nhiều năm ấy. Anh thấy là năm nay kỳ đá đất Việt thì giới thiệu được rất nhiều kỳ thủ đến từ các cái câu lạc bộ, các cái nhóm cờ, các cái tỉnh thành trên toàn miền Bắc, tạm thời là như vậy, đến thời điểm này là như vậy. So với cái việc mà ví dụ như trước là chúng ta có làm chặng cờ là một số giải thì thường là chúng ta chỉ gặp gỡ các cái danh thủ, các kỳ thủ nổi tiếng thôi. Và đa phần họ ở Hà Nội, thì năm nay chúng ta đã thấy là các kỳ thủ đến từ Phú Thọ, để đến từ các cái huyện rồi các cái tỉnh, rất là đa dạng, rất là nhiều màu sắc ở trên kỳ đá đất Việt. Thì anh đánh giá thế nào về cái điểm mạnh của cái danh sách kỳ thủ của giải đấu này? Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy cái sự đa dạng. Bởi vì nếu như mà như các cái chương trình trước đây chúng ta được biết, ví dụ như chương trình Trạng Cờ chẳng hạn, thì thường là có một cái giải tuyển chọn trước, thì sau đấy thì mới đến cái các cái chương trình mà phát sóng trên truyền hình. Thì khi đấy thì chúng ta thường chỉ gặp các cái cao thủ thôi, những người mà đã vượt qua cái vòng tuyển chọn rồi. Còn ở kỳ đài đất Việt thì là sân chơi dành cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy ngay cả các cái kỳ thủ mà gần như chưa có mấy tiếng tăm ở trong làng cờ, thế nhưng mà cũng có cái cơ hội được xuất hiện trước công chúng, được thể hiện trình độ và được niềm đam mê cờ của mình. Thì lúc này chúng ta thấy rõ cái bức tranh toàn cảnh của cái môn cờ tướng ở trong phong trào nó rộng như thế nào. Chứ không phải chỉ khu trú ở một số những cái kỳ thủ mạnh mà chúng ta thường quen. Thực ra các kỳ thủ mạnh thì chúng ta đã được gặp họ ở các cái hệ thống kênh sóng ở Thăng Long Kỳ Đạo, ví dụ như các giải quốc gia, các giải quốc tế, rồi chúng ta đã gặp rất là nhiều người rồi. Đúng rồi, và chúng ta rất là quen mặt. Đương nhiên là khi mà xem các danh thủ đánh thì cái chất lượng của ván đấu thì nhiều khi nó sẽ hay hơn, nó sẽ quyết liệt hơn. Tuy nhiên là cái mục đích của kỳ đài đất Việt đó là giới thiệu cái hình ảnh cờ tướng, nói như anh Bình rất chính xác, là một bức tranh toàn cảnh về cờ tướng Việt Nam với cả những người yêu cờ toàn quốc, thậm chí là người yêu cờ tại hải ngoại. Cho nên là chúng tôi cũng muốn qua chương trình là giới thiệu đến quý vị khán giả những người yêu cờ ở các địa phương, những danh thủ, những người nổi tiếng mà do điều kiện hoàn cảnh nào đó họ không thể có mặt ở các giải đấu quốc gia. Và đây chính là cái chỗ mà cái sự kết nối của những cái người làm cờ ở Việt Nam như tôi với anh Bình, với qua kênh sóng của Thể thao TV, kênh sóng của OnMe, có thể đưa đến quý khán giả những cái kỳ thủ mà họ yêu mến. Ví dụ ở quê ở Nam Định chẳng hạn, ở Ninh Bình chẳng hạn, thì rất yêu mến kỳ thủ của mình, nhưng mà do nhiều điều kiện cho nên là không gặp được họ ở trên sóng của các trận đấu thi đấu quốc gia. Thì qua cái kỳ đài đất Việt này, mọi người có thể đại diện để cổ vũ cho các kỳ thủ mình yêu mến, và tôi nghĩ là cái sức lan tỏa nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Tôi ở đây thì tôi cũng có muốn nói thêm rằng là tôi có cái hình dung là môn cờ thì với bóng đá cũng có nhiều cái trông thì khác nhau rất là nhiều về cái hình thức bên ngoài. Đúng không ạ? Một bên thì rất là sôi động, sôi nổi ầm ĩ rồi, nhưng mà một bên thì rất là tĩnh. Thế nhưng mà lại giống nhau ở chỗ là cùng là cái sự phối hợp giữa các quân. Ở đây thì giống như các cầu thủ. Vâng, cũng có chiến thuật rồi vân vân. Thì tôi muốn nói rằng là nếu như mà trong bóng đá đỉnh cao ấy, thì khi chúng ta xem những cái trận đấu mà rất là gay cấn, rất căng thẳng, tất nhiên có cái chất lượng rất cao và rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà bóng đá phong trào nó cũng có cái sự hồn nhiên của nó hay đấy ạ. Nó rất là hồn nhiên và rất là thu hút. Nó gần như không có sự tính toán, toan tính nhiều. Và cờ phong trào cũng thế. Nếu như mà so với cờ đỉnh cao, tôi nói thật là có nhiều cái ván cờ mà có lẽ là nếu như mà quần chúng nhân dân xem chưa chắc hiểu là các kỳ thủ đi cái gì đó. Đúng đi rồi. Thế nhằm mục đích gì. Vâng. Và tại sao không đi thế này đi thế kia. Thế còn các kỳ, những ván cờ của các kỳ thủ phong trào như chúng ta đang thưởng thức đây thì nó có cái sự rất là hồn nhiên riêng, và những nước đi thì khá là rõ ràng. Và nó cũng hấp dẫn đấy anh Bình ạ. Nói như bóng đá, ví dụ như chúng ta xem V-League ở trên một cái sân rất lớn, mọi người chơi về chiến thuật nhiều hơn. Đúng rồi. Nhiều khi các cầu thủ người ta không thể hiện được kỹ thuật cá nhân. Vâng. Nhưng trong những trận đấu như như HP League, cái giải phong trào của Hà Nội. Đúng rồi. Thì các cầu thủ có thể có những pha đi bóng rồi sâu kim qua 3-4 kỳ thủ nhiên, rất là hấp dẫn. Rất là hay. Ví dụ như chúng ta xem Futsal chẳng hạn. Đúng có rồi. Những pha xử lý mà cảm thấy là đi vào lòng người. Và ở trong cờ này cũng vậy, các bạn thấy là các kỳ thủ, nhiều khi ở các kỳ thủ quốc gia người ta đi nước cờ mà rất là khó hiểu, và thực sự nó vượt ngoài tầm nghĩ của đa số quý vị khán giả. Nhưng những cái trận đấu này là rất là gần gũi, ví dụ như trận đấu nghịch pháo này, nó rất ít diễn ra ở các giải quốc gia, tại vì nghịch pháo là một thế trận phản công không mạnh. Nhưng mà thực sự ra ở các cái sới cờ, các cái nơi, các cái quán nước vỉa hè mà mọi người đang chơi ấy, thì thế trận này rất ưa chuộng. Và đây cũng là một nét đẹp của kỳ đài đất Việt. Quay trở lại trận đấu thì vừa rồi là binh 1-1 đến từ anh Hoàng Văn Dô, như vậy là mục tiêu của anh ấy sẽ là rất rõ ràng, 1-2. Rất rõ ràng, mọi thứ đều rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Đây là cờ phong trào. Thực ra cờ đỉnh cao thì cũng có những nước đi rất là rõ ràng thôi, nhưng mà cờ phong trào chúng ta thấy là nó các kỳ thủ thể hiện cái ý tưởng của mình nó rõ ràng hơn.
và nó gần gũi với quý vị khán giả hơn, tôi nghĩ là như vậy. Đấy, chúng ta thấy chuẩn bị là mã 1 tấn 2 và mã 2 chắc là nhắm vào con tốt ở lộ 3. Vâng, hoặc là mã 2 tấn 4 thì rất là rõ. Tùy tình hình và sẽ tùy tình hình thì anh Dô anh sẽ xử lý nước cờ này. Đây có thể coi là vòng sơ loại đầu tiên của kỳ đại đất Việt. À, từ giờ đến hết năm 2018 thì chúng ta sẽ chọn ra được 15 kỳ thủ. Và cho đến năm 2019 thì chúng ta sẽ tuyển chọn thêm và mời một số kỳ thủ nổi tiếng. Như vậy sẽ có 32 kỳ thủ, thưa anh Bình. Và khi mà có 32 kỳ thủ thì chúng tôi sẽ có một cái buổi bốc thăm để phân chia các cái cặp và các kỳ thủ sẽ loại trực tiếp với nhau để mà có thể tìm ra được nhà vô địch của kỳ đại đất Việt năm 2019. À, đến thời điểm này thì quý vị khán giả các nơi, ví dụ như là Thái Bình, ở Thanh Hóa, rồi ở Nghệ An ấy, thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua các kênh thông tin của Thăng Long Kỳ Đạo để có thể đăng ký những kỳ thủ ưu tú nhất của mình để tham gia thi đấu và cổ vũ cho kỳ đại đất Việt năm 2018. Vâng, trở lại ván đấu thì chúng ta thấy vừa rồi là bên đỏ đã chơi binh 3 tiến 1. Vâng, tạo một thế tấn công khá mạnh ở lộ 3. Vâng. Và bên xanh thì lập tức là chơi tượng 7 tiến 9 ngăn chặn không cho con tốt này tràn sang sông. Nước cờ chính xác đấy ạ, bởi vì nếu như mà chỉ có ẩu đi mã 1 tấn 2 thì lập tức sẽ bị xe 3 thoái 1 của anh Long giật về mời đổi. Nếu như đổi thì sẽ là binh 3 tấn 1 lên gây áp lực vào con ngựa và tiếp tục là con ngựa mã nhảy lên mà bạn vừa bắt, còn không để chạy được, chạy là mất ngựa ngay. Và cái nước tượng 7 tấn 9 này của anh Joe là cũng rất chuẩn xác ở trong thời điểm hiện tại. Vừa rồi là một cái bẫy mà anh Long định gây ra cho đối thủ của mình, tuy nhiên là anh Joe đã phát hiện ra. Về thôn Rùa Thượng làm giải đấu vào đầu năm vừa rồi, thưa anh Bình, thì tôi Thăng Long Kỳ Đạo cũng được vinh hạnh được mời đến tham gia giải. Thì cái thời gian đó thì anh Bình có bận đi công tác thì cũng không đến được. Thì tôi có đại diện Thăng Long Kỳ Đạo đến tham gia hỗ trợ tổ chức. Thì các bác các chú có một cái nhà văn hóa rất là rộng và bàn ghế rất là đẹp. Sau đó thì cũng nhờ Thăng Long Kỳ Đạo hỗ trợ về quân bản cờ đồng hồ và tổ chức giải đấu theo hệ thị sĩ. Đánh rất hết sức là quyết liệt và rất là gay cấn. Sau đó thì đến buổi chiều thì mọi người được ra làng ăn cỗ chay rất là ngon của bên chùa nấu, và tiếp tục các kỳ thủ ăn cỗ chay xong thì lại được thi đấu ngay tại sân chùa. Không gian rất là đẹp. Hôm nay tôi nhớ thời tiết đẹp rồi gió mát, rồi thi đấu cờ tướng ở trong chùa mà nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả địa phương. Nói chung là một cái hình ảnh rất là đẹp và cho đến bây giờ thì tôi vẫn rất là nhớ, và hy vọng rằng sang năm thì nếu mà anh Bình sắp xếp được thời gian thì sẽ đi cùng tôi để tham dự đến cổ vũ cho giải đấu này. Dự tính là ở một năm sẽ có hai giải, một giải đầu năm là giải lớn và giải cuối năm là giải nhỏ. Thì quy mô tôi chắc chắn là nếu như thu xếp được thời gian thì tôi sẽ qua sẽ tham quan giải đấu của thôn Rùa Thượng, bởi vì bấy lâu nay thì tôi vẫn rất là cảm thấy rất là thú vị và quan tâm đến các cái hoạt động cờ tướng ở các cái lễ hội. Và đấy thực sự là một cái nét văn hóa. Nó văn hóa rất là đẹp. Hàng năm ở ngoài Bắc nó có thể nói là có hàng trăm hàng nghìn các lễ hội. Đúng rồi. Và hầu như lễ hội nào cũng có cờ cả. Và đặc biệt là bây giờ phong trào phát triển rất là mạnh mẽ. Và các nơi thì người ta đã yêu cờ lên và người ta được cổ vũ. Nó như là trăm hoa đua nở đấy anh Bình ạ. Ở đây làm thì ở kia người ta thấy thú vị, người ta cũng làm theo. Và nói thật sự là nếu như hồi cách đây 10 năm thì khi mà tôi với anh Bình bắt đầu làm Thăng Long Kỳ Đạo, 9 năm thì đúng hơn, 9 năm rưỡi, thì là để có một cái giải đấu để chúng ta làm tin nó rất là khó. Nhưng bây giờ thì nhiều, bây giờ thì nhiều, rất nhiều. Là nhiều. Và có một cái hay nữa là các cái sới cờ phong trào ấy, càng ngày họ càng tiếp cận hơn đến với bắt đầu chơi đồng hồ với luật, với luật lệ, với chính cái việc mà mời Thăng Long Kỳ Đạo tham gia tổ chức và tham gia làm trọng tài, truyền thông là đã cho thấy là một cái sự phát triển nữa của cờ phong nó trào rất là rồi. Chuyên nghiệp ạ. Đến Thăng Long Kỳ Đạo với cái công tác tổ chức trước kia là chặng cờ, rồi hay tham dự các giải quốc gia, tổ chức giải quốc tế Ninh Bình Open rồi. Nói chung là ở Thăng Long Kỳ Đạo thì cái công tác tổ chức thì cũng được đánh giá là hàng đầu Việt Nam rồi. Thì khi mà được mời tham gia thì tổ chức thì nó rất là chuyên nghiệp mà đặc biệt là khán giả cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Và mặc dù là đi ở các làng nó rất là xa, tuy nhiên mà lần nào đi thì trong một cái tâm trạng hết sức là phấn khởi. Quay trở lại với ván đấu, như vậy là đây là thời điểm mà đến lượt anh Hoàng Văn Dô đi. Hai bên đều đã lên sĩ và
hai cánh xe của anh Long là tương đối khỏe. Tuy nhiên là anh Dô đã ngay lập tức đi xe 9-6 rồi. Một cái hình cờ mà tôi thấy là cũng tương đối cân bằng đấy. Chúng ta thấy nước xe 9-6 thì rõ ràng là để mở nốt cái quân mạnh nhất còn lại ở trên bàn cờ. Và bây giờ tất cả các quân mạnh của hai bên là đều đã vào cuộc. Thế trận tạm thời thì chưa có biến động rõ ràng. Bên đỏ thì đã dùng một xe đè mã vào xe bên kia thì phục. Là nếu như bên xanh nhảy mã 1-2 thì xe có thể ăn vào tốt. Đôi bên cũng đang dường như đang gườm miếng nhau. Vâng, đang gườm ghim nhau. Ghim nhau. Chắc là vật tốt đầu và bây giờ là ăn có thực lợi là ăn hơn một tốt. Và sau khi ăn con tốt này thì con xe tiếp tục là có lợi thế là hâm bắt tốt biên. Có thể nói là cả hai con xe này sẽ nhận nhiệm vụ là càn quét hàng tốt. Và bên tiên bởi vì được đi trước sẽ có ưu thế là khả năng hơn từ 1 đến 2 con tốt. Và sẽ đánh một thế trận chuyển tàn dần dần. Bởi vì như các bạn thấy cái hình cờ này để mà xông được xe phá mã lên đánh ở trong chung cuộc cũng tương đối khó. Và anh Long đã quyết định chọn phương án là có thể nói là phi thắng tất hòa, ăn hơn tốt đầu để sau đó để con xe ăn vào năm rồi lên sĩ lên tượng tròn thì sẽ dọa ăn ra biên. Các bạn đang theo dõi trận đấu thứ 8 của Kỳ Đài Vớt Việt năm 2018. Và trong năm 2018 này thì ban tổ chức sẽ hân hạnh giới thiệu với quý vị khán giả và các bạn 15 trận đấu. Và chúng ta sẽ tìm được 15 kỳ thủ đi tiếp. Các trận đấu tiếp theo sẽ là các kỳ thủ rất là mạnh đến từ Bắc Cạn, đến từ Hạ Long, đến từ Nam Định. Hy vọng quý vị khán giả tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi. Mọi người theo dõi trên OnMe thì rất mong mọi người chia sẻ các clip của OnMe về cờ của OnMe lên các cái trang cá nhân cũng như các cái diễn đàn nhóm cờ các bạn để càng ngày càng nhiều người yêu cờ có thể biết đến chương trình để cổ vũ cho chương trình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế giờ nước ăn tốt đầu này tôi thấy hơi nghi ngờ vì nó tạo khiến cho cái thế cờ của bên đỏ bị lỏng ra. Bây giờ nếu bên xanh cứ ăn mã lên, xe 3 bình 5 ăn mã thì pháo 3 vật lên tốt. Thì thế trận là cũng chưa thấy gì lợi cho bên đỏ cả. Và bên xanh chọn nước giật xe về. Như vậy pháo có thể vật sang May là nếu mà pháo vình sang 7 thì vẫn có thể ăn xe vào. Chứ nếu mà không có con mã làm căn thì khả năng là mất xe. Không, pháo vẫn nên vật sang, vật sang xe ăn vào thì xe ăn sang bắt pháo. Nếu mã ăn lên thì xe ăn vào tiếp tục bắt pháo. Là tượng, và lúc đấy là bên đỏ có thế công mạnh hơn. Nên nước tôi nghĩ rằng nước thoái xe này không hay. Không hay và không cứ hay. Đi mã 7 tấn 5. Vâng, cứ nên ăn mã lên rồi ăn pháo lên tốt của đối phương. Con xe đang ở trên hà. Thế trận rất là tốt. Vâng, không có gì cả. Hà, không vấn đề gì cả. Cái nước cờ xe 4 thoái 1 này có thể nói là nước cờ hơi cẩn trọng quá đến từ anh Dô. Chủ nhiệm của câu lạc bộ cờ tướng xã Rùa Thượng. Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Vâng, có lẽ anh Long đang tính là các cái biến tiếp theo nếu vật pháo sang bắt cục bắt xe thì diễn biến tiếp theo như thế nào. Chắc chắn là bên xanh phải ăn xe rồi. À không ạ, anh lại đóng pháo vào. Vâng. Thể hiện cái quyết tâm là như vậy là ngay lập tức thì anh Dô nên đi mã 7-5 ngay. Vâng. Sau đó thì ấn xe đi chạy đi. Vừa rồi mà pháo 5 bình 7 thì rất là khó chịu. Thì bởi vì khi mà ăn được có tốt 3 mà đe dọa cánh tượng mà kể cả không ăn tượng thì có thể đi bình 7-1 và lao mã 7-6 lên thì cánh ngựa rất là khỏe. Tôi nghĩ là sẽ rất nguy hiểm cho bên xanh. Chủ trương của anh Long có lẽ là muốn giữ con pháo đầu. Vâng, giữ chặt con pháo đầu. Nếu đối phương có ăn mã lên thì ăn pháo lên và ngầm là khống chế xe. Tuy nhiên là chúng ta thấy là xe của ba thì đang ở cái lộ mà có con tượng nó trông rồi cũng không thể đâm chiếu được. À, bây giờ lại bình pháo vào. Tránh cái đường pháo quật sang.
Tất nhiên thì anh Joe anh sẽ có toán tính của riêng mình. Thưa anh Bình, tôi nghĩ là cái nước cờ này cũng không nhất thiết phải đi pháo ba bình 4, bởi vì cần thiết chúng ta đấu hai xe thì con pháo ba thì hoàn toàn để ăn được tốt của đối phương và tham gia tấn công ngay. Còn chuyển vào lỗ 4 này thì con pháo nó sẽ tương đối ách tắc. Tất nhiên về thế trận phòng ngự thì có vẻ như là chắc chắn hơn, nhưng về thế trận tấn công thì tôi thấy là con pháo ba bình 4 này tạm thời nó chưa phát triển được cây. Thực ra con pháo ba nó có tác dụng là khống chế ở cái lỗ 7 của đối phương. Thì tác dụng rất rõ đấy, khi mà bên đỏ không còn thế pháo giữ mã nữa. Tức là nếu như lên tượng thì pháo giữ mã, nhưng mà pháo thì đã đóng vào năm rồi. Lúc đấy thì lỗ 7 của bên đỏ lại trở thành điểm yếu. Thì nên duy trì con pháo ở lỗ 3 hay hơn. Và hoàn toàn có thể chạy xe lên hoặc ăn mã lên pháo, thì lúc đấy thì cũng không còn cái mối đe dọa nhiều nữa. Thì pháo ở lỗ 3 lúc đấy rất là có tác dụng. Đấy, vâng, như vậy là binh 3 tấn 1, tôi cũng bên, vừa thoáng nghĩ phương án này. Bên đỏ thì không bị uy hiếp gì thì họ đến đây thì xanh hoàn toàn để đi xe 4 tấn 1 để bắt tốt. Sau đó thì phục cái nước cờ rất là độc, đó là pháo 4 tấn 1. Tôi nghĩ nước pháo 3 bình 4 này về sâu xa của anh Dô là để dành cho cái phương án đó. Và hãy xem là anh Long có phát hiện ra cái nước cờ này. Tất nhiên khi mà phát hiện ra thì xử lý cái nước pháo 3 bình 4 rất là dễ. Nhưng nếu như không phát hiện đi rồi mà để cái xe 4 tấn 1 này mà chót mà đi xe 3 bình 2 ấy, thì để pháo tấn 1 bắt đôi xe tương đối là nguy hiểm. Tôi nghĩ anh Long tiến tốt là nhằm mục đích là thoái pháo đầu về đấu mời đấu con xe ở bên đó. Vâng. Ngay cả bây giờ nếu như mà anh Joe đi xe 4 tấn 1 thì cũng có thể giật pháo 5 tấn 1 về. Vẫn gây được áp lực. Và mời, đồng thời mà về sau là phương án là tránh đi xe 3 bình 2 không bị bắt đôi xe. Và đi xe 3 bình 2 và mở đường cho tốt 3 đường không đè thì tôi thấy thật sự là rất là nguy hiểm cho bên xanh. Thì chính vì tại sao mà chúng tôi là những người bình luận là không thích cái nước pháo 3 bình 4 của anh Dô là như thế. Có thể ở một góc độ nào đó nó cũng tiềm ẩn cái sức tấn công. Nhưng nếu như khi đối phương phát hiện ra thì cái sức tấn công nó gần như nó bị giải tỏa ngay. Tôi vẫn nghĩ rằng là bên xanh nên ăn bớt một con pháo đi, không nên để họ duy trì như này. Vâng. Nên ăn pháo đi, và nếu như mà ăn xe vào thì đấu, còn nếu bật pháo lên thì lúc đấy cái áp lực nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Và bên cạnh đó nếu mà bật pháo lên thì vô hình chung con mã 7 nó sẽ yếu. Vâng, hoàn toàn có thể ăn tượng lên tốt, rất nhẹ nhàng, hoặc là tiến con xe ở cánh phải, cánh trái lên. Thì lúc đấy là thế trận nó bên cân xanh bằng hơn. Hoàn toàn là cân bằng, không kém gì so với bên đỏ. Vâng, và xe 4 tấn 1. Chắc là đang phục bắt hai xe đấy. Vâng. Một cái nước rất là lộ. Lộ nhưng mà chẳng may mà thi đấu trên sóng thì nói thật là nó cũng có cái nhiều cái sự may mắn hoặc là cũng cho căng thẳng. Và chẳng may mà anh Long chót đi xe 3 bình 2 mà không phát hiện ra thì rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tôi nghĩ là anh Long... Thực ra lỡ có pháo 4 tấn 1 thì cũng chỉ là một đổi đôi thôi. Vâng. Chúng ta có thể xe ăn mã rồi nếu vật sang xe thì pháo lại vật qua. Vâng, đấy đúng như chúng ta đã bàn lúc nãy rồi. Anh Long thì dù sao cũng là một cái kỳ thủ mà một cái chủ nhiệm câu lạc bộ Tứ Phương Kinh Đệ. Rất hay tham gia cái giải đấu của Thăng Long Kỳ Đạo, cũng là một kỳ thủ chất lượng. Bên cạnh đó thì anh cũng có mặt tại rất nhiều gọi là sới cờ. Ví dụ như Thăng Long Kỳ Đạo, ví dụ như sới cờ ở trên Trúc Bạch. Cũng đi nhiều, cho nên là nói về để mà phản ứng với các đòn giang hồ là anh Long anh rất là thuộc. Tôi nghĩ là lịch duyệt giang hồ đấy. Lịch duyệt giang hồ.
Chú có thấy là sau cái khi mà bên xanh phục cái nước tiến pháo bắt đôi xe thì bên đỏ đã phát hiện ra và lập tức giật pháo về. Vừa bảo toàn những con tốt 3 của mình, vừa tránh được nước bắt đôi xe. Và bây giờ thì có đôi pháo dọc và đóng chặt rất là mạnh. Và rõ ràng hình cờ này thì bên đỏ đang ưu thế rất là rõ. Bên xanh vừa rồi theo tôi là nên ăn pháo. Và lúc đấy nếu như mà bên đỏ vật pháo lên thì lúc đấy xe cứ phải giữ pháo thì chưa thể nào mà tấn công được. Và đôi mã ở nhà thì rất là yếu. Thì rõ ràng là với cái hình cờ mà khi thay vì ăn pháo anh tiến xe lên để hăm bắt đôi xe thì ý đồ đã bị phát hiện và bây giờ thì không bắt được cái gì cả. Và đang bị đè nén. Vâng, nói anh Bình vừa nghe câu lịch duyệt giang hồ của anh Bình thì cảm thấy rất là thú vị, rất là vui, rất là buồn cười. Bởi vì tại sao ạ? Thì danh thủ Phạm Quốc Hương và chặng cờ Quý Tị thì rất là có hai cái câu nổi tiếng. Cái câu thứ nhất của anh ấy là trước khi về giải đấu thì anh bảo giải này là của tôi. Bất kể là bên kia ai tham gia, rồi lại Lưu Huynh, Nguyễn Thành Bảo là, anh cứ bảo giải này là giải của tôi, tức là anh phải lấy giải nhất á. Cái câu thứ hai thì anh ấy hay tự khoe bản thân. Anh bảo là thứ nhất là kiến văn rộng rãi, cái thứ hai là lịch duyệt giang hồ. Đấy. Thì khi mà anh Bình nói thì tôi lại nghĩ ngay ra anh Phạm Quốc Hương và cảm thấy rất là thú vị. Đây, anh Phạm Quốc Hương là một kỳ thủ rất là nổi tiếng thì các bạn đã biết là rất là thú vị khi mà anh ấy pha trò rất hay, là vênh váo tự khoe mình là kiến văn rộng rãi và lịch duyệt giang hồ. Khi anh Bình nói rất là buồn cười. Quay trở lại trận đấu thì chúng ta thấy là một pha vỡ tượng, pha vỡ tượng đến từ anh Jo. Vỡ tượng thì nguy hiểm lắm. Rõ ràng những cái nước đi vừa rồi của bên xanh là không hiệu quả không cao. Tại vì nó xuất phát từ cái nước pháo 3 bình 4 này, tôi đánh giá là nó một loạt các nước đi không hiệu quả. Chưa chính xác. Dù từ chuyên môn gọi là những nước yếu. Vừa rồi chúng ta thể thấy là con pháo 5 của anh Long rất là mạnh. Tại sao mà con mã của mình đang bị đè? Tại sao không đi mã 7 tấn 5 mà ăn luôn con pháo đấy để pháo người ta vật lên? Thì có phải là chúng ta đổi một con mã rất yếu lấy một con pháo cực khỏe. Đúng rồi. Và khi mà con pháo trở lên ấy, thì cái căn của con pháo đầu nó bớt đi. Và lúc đó sẽ xuất hiện điểm để chúng ta có thể khai thác. Tại vì với hình mà hai con xe của bên xanh là người ta ôm vào hai lộ 46 này thì nó thật sự là bên pháo đầu là chưa thể đánh cục được. Chưa có thể cái điểm đánh cục được. Phải có thêm sự vận động của con ngựa. Đúng không ạ? Và với hai xe mà con ngựa mà hai cánh ngựa đều đang bị hai con tốt chưa thúc lên, đang bị chưa phát triển được thì để mà đe dọa ngay được cho bên xanh là khó. Và tuy nhiên là mỗi kỳ thủ người ta đều có cái quan điểm của riêng mình và chúng ta hãy cùng chờ xem. Anh bên xanh anh Jo vừa nhảy mã lên. Chấp nhận mất con tốt ở lộ 3. Anh Jo đang giữ cho ăn top 3 thì sẽ lao tiếp mã 2 tấn 4 lấy tấn công là phòng ngự, bắt con ngựa, đồng thời cũng có thể lao mã 4 tấn 6 bắt xe bắt pháo, đại loại là cái hướng tấn công của bên xanh là như vậy. Đến đây thì cũng chưa có gì là căng thẳng lắm đâu thưa anh Bình. Chút nữa là bên xanh hoàn toàn nữa là đi xe 6 tấn 4 đấu cây. Mà nếu mà đấu được con xe này mà con mã 6, 7 tấn 6 lao lên ý, trong trường hợp mà con xe 8 mà đang bị kẹt ý, thì bên xanh hoàn toàn có thể tạo được hướng đánh. Nhưng mà khi đó thì con mã 1 tấn 2 này chưa nên leo lên ngay. Bởi vì khi lao lên thì xe 8 sẽ bình 7 được. Thì cái cánh xe của bên đỏ nó sẽ thoáng rất là nhiều. Thì hoàn toàn khi mà con mã mình lao lên thì người ta có thể ăn qua tốt biên và người ta đe dọa chiếu. Và vậy mà những cái nước lúc nào cần cất ngựa lên, lúc nào cần đấu cũng rất là quan trọng. Thế rồi từ đây bên đỏ thì có thể chơi binh 7 tiến 1 ngăn chặn nước nhảy mã, nếu nhảy mã thì đấu đi. Và chính xác là binh 7 tiến 1. Bởi vì cái rõ ràng những cái nước đi của anh Jo thì khá là dễ nhận biết. Được phương rất dễ nhận là ra là anh ý định của anh định có thể là nói gì? Là hơi chân phương, vâng, hơi chân phương. Đó là cờ mộc đấy, hoàn toàn là mộc mạc. Vâng, tiến xe bắt tốt. Anh Jo thì cũng nắm được về anh ấy năm nay 55 tuổi. Trước kia đã từng đi bộ đội. Và anh có nói là cái thời đi đâu bộ đội thì rất là thích. Bởi vì biết đánh cờ. Mà thủ trưởng thì lại cũng mê cờ. Cho nên là anh Jo là đi bộ đội là do là biết cờ. Cho nên là tất nhiên là mọi công tác về tập
huấn về rèn luyện các thứ vẫn phải trải qua rồi, nhưng mà trong lúc rỗi rãi là được thủ trưởng thương yêu, là cũng hay đánh chỉ cánh cờ với thủ trưởng suốt. Thì cũng là anh ấy bảo là với tôi là trước kia được thủ trưởng yêu mến, cho nên là công tác đi làm nghĩa vụ cho Tổ quốc thì rất là thuận lợi. Thì tôi thấy là đây cũng là một cái mà về văn thể mỹ đấy. Thì như anh Bình thì tôi được biết là anh hát rất là hay, biết chơi cờ nữa. Nếu mà anh có đi bộ đội là cũng được các thủ trưởng thương yêu đấy ạ. Nói vui với tôi thì những cái người yêu cờ trẻ tuổi thì hoàn toàn chúng ta có thể biết được thêm về cờ, biết được thêm về nhà. Nó sẽ giúp các bạn có những cái phút giây mà có thể giải trí, cũng như là cũng là một cái hành trang mà để mình có thể gần gũi với mọi người hơn trong cuộc sống. Thế kia cũng nói là cầm kỳ thi họa đấy ạ. Và thấy vừa rồi bên đỏ rất là nhẹ nhàng, cái việc ăn xe vào tốt và bảo vệ con tốt 3. Bây giờ đang phục nước binh 7 tiến 1 bắt đôi. Vâng, lại leo được binh 7 tiến 1 bắt đôi. Mà nếu mà để con tốt 7 lên rồi anh Joe mà vỡ tượng con tốt lại lên chỉ 1-2 nước nữa thôi thì rất nguy hiểm. Từ đây bên xanh buộc phải chơi mã 2 tiến 3. Nếu binh 7 tiến 1 thì sọc xe xuống cửu và đang dọa hai xe kẹp cửu để tấn công. Thì hy vọng là có cái thế phản công nào đấy. Chứ còn nếu như mà không đi được nước đó thì để đối phương thọc tốt sang bắt đôi thì mất một cây nữa thì cũng rất là dở. Tình hình hiện nay là đang bất lợi cho bên xanh. Về mặt thời gian thì anh Dô cũng đang kém thời gian khá nhiều. Anh đang còn 4 phút, khoảng 4 phút rưỡi. Trong khi bên kém hơn 3 phút so với anh Long. Hôm nay cũng trong cái buổi cà phê trước khi đi thi đấu ấy, thì anh Bình thì cũng nói chuyện vui với anh Dô. Thì bảo sau anh 55 tuổi mà anh trẻ đấy. Anh ở bây giờ thì ở nhà anh ấy có hai cái xưởng. Kinh tế đi thuê được một số người làm, kinh tế thì rất là tốt. Bây giờ chủ yếu là chỉ đi đánh cờ thôi. Thế nên là anh bảo là cái cười suốt đi chơi cờ suốt, kinh tế không phải lo, cho nên là rất là trẻ thoải mái về tinh thần. Một cái kỳ thủ 55 tuổi mà trông hình thức rất là đẹp mà to, vâng, to đô mà trông rất là trẻ trung. Thế Nga thấy rằng là trong cuộc sống thì mình cũng học tập anh Đô, thì mình cũng có biết số môn chơi thì chắc chắn là nó sẽ được vui vẻ, được thoải mái. Nó sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều. Và tượng 3 tấn 1 ngăn không cho tốt 7 tấn 1, nước cờ hợp lý thôi. Tuy nhiên là khi mà đi nước cờ này thì các bạn thấy rằng là cái con pháo của con pháo 5 ấy là nó sẽ tương đối là lỏng. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem là bên đỏ xử lý như thế nào. Bên đỏ có thể vật sĩ được rồi đấy. Vâng, vật sĩ nếu như mà vật pháo lên chiếu thì phải ngược pháo về, và lúc đấy là tan cờ bên xanh luôn. Rõ ràng bên xanh đi nhiều nước yếu quá. Chúng ta thấy rằng là đến thời điểm này chưa được mạnh nữa, được mạnh. Vừa rồi có thể vật sĩ nếu ban tương lên là sọc xe chiếu rồi rất nhiều đường đánh. Tuy nhiên là xe 3 tấn 1 có thể nước cờ này anh Bình đang dọa vật pháo 5 bình 8. Nếu vật pháo lên chiếu ăn tượng lên, ăn xe sang thì xe 3 tấn 1 ăn ngựa là sẽ hơn được cây. Tuy nhiên anh Dô đã lập tức chạy ngựa đi rồi. Vâng, nhảy mã mời đổi rồi. Tôi nghĩ là sẽ phải ăn. Bảy tấn 6. Hãy xem ăn xe lên hay ăn xe lên, hay ăn xe qua. Thưa thầy, với thế cờ hiện tại thì bên đỏ sắp tới có thể phát triển con mã 1 tính 3.
và cái đường phát triển của mạ rất là rộng, rất rộng. Cái trận vào pháo đầu mạ biên này này, khi mà con mạ biên lúc đầu nó trông nó rất là hiền lành, nhưng mà khi mà tàn ý, mà để mà nó cất được lên ý, thì đó thường là con mạ biên lại là cái con mà lập công về về cho cái hình, cho cái bàn cờ đó. Còn mạ biên thì như các bạn đã biết thì thường khi nhảy mạ biên nó rất là yếu, nó làm tắc cánh tượng, đôi khi nó có bị đánh cục những cái nước mà bởi vì vướng con mạ biên không thể treo tượng lên để đúng xe giữ sĩ được. Tuy nhiên là khi mà con mạ biên nó đã phát triển được thì tôi thấy nó cũng rất là mạnh. Và bây giờ là xe tấn 1, chúng ta cùng chờ xem. Bây giờ cũng tương đối nhiều điểm đánh ấy. Bây giờ có thể đi pháo 5 bình 8, nếu tôi cầm bàn cờ này thì anh Bình sẽ đi pháo 5 bình 8, dọa giật bắt đôi xe. 5 bình 8 thì chắc là phải đổi rồi, phải đổi xong thì lại phải lên. Lo cái con mã ở nhà. Vâng, ăn lo mã ở nhà, dọa bắt đôi xe lại dọa đâm pháo chiếu rồi ăn gậy tượng là thua ngay. Nếu mà hình cờ tấn công tốt. Rõ ràng cái thế cờ thì bên đỏ đang ưu thế tuyệt đối. Bây giờ có rất nhiều đường để mà có thể phát triển. Và theo tôi cái nước hay nhất tới thời điểm lại đó chính là pháo 5 trên bình 8. Dọa bắt đôi xe rồi ạ. Và chính xác là anh Long đã đi được. Rất khó cho anh Joe rồi. Các bạn thấy rất nhiều hướng nhé. Đang dọa vật pháo dùng pháo. Bây giờ pháo vật lên. Pháo vật lên thì ăn tượng lên thì vô hình chung là không thể ăn xe sang mời đổi được. Đúng không ạ? Vướng có tốt này. Còn khi đó thì khi mà đã vật pháo lên ăn tượng lên được lại phải chạy con ngựa. Và chạy con ngựa thì rất đơn giản thôi. Nhẹ nhàng đi pháo 8 tới 1. Mất xe là thua ngay. Rõ ràng cái con ngựa 7 của bên xanh rất yếu. Nó làm cho khiến cho đôi pháo kia cũng không rất khó để mà di chuyển. Chính là lẽ ra là bạn ấy ăn con pháo đầu đi. Nếu như ăn con pháo đầu này thì con pháo này không nó phải là lo bắt gì nó không có thể có chuyện là vòng ra 8. Cho nên hồi xưa thì tôi thích cái danh thủ Bùi Khắc Hưởng có một câu rất hay. Con này chết cũng phải ăn ngay. Nói thì nói vui thôi, chẳng có ai mà để lâu mà sinh ăn biến, ngay. Để lâu sinh biến. Nhưng mà nhưng mà ý anh Hưởng là nhấn mạnh đến một cái điều là có những cái con cái nước cờ bắt buộc là phải xử lý ngay. Bởi vì nhiều khi chúng ta để thua chính vì cái con đó. Vâng, danh thủ Bùi Khắc Hưởng một trong những kỳ thủ rất là hay của làng cờ. Làng cờ Việt Nam đã từng có một câu nói nữa. Vâng, như vậy là vật pháo chiếu sẽ là ấn tượng lên. Anh Long rất điềm tĩnh. Vâng, quá khó rồi, bây giờ đang dọa đâm pháo ăn tượng hoặc là giật pháo bắt xe. Giật pháo bắt xe. Xe mà lại đang bắt mã. Cùng một lúc phải ứng phó với quá nhiều. Có lẽ là anh Joe sẽ đi xe 6 tới 3. À, và sẽ bị nước cờ đâm xe đâm chiếu bắt tượng thì khó đỡ quá. Vâng, thì đương nhiên là khó đỡ nhưng mà anh Joe sẽ đi nước cờ đó. Bởi vì cái nước cờ đó là nước cờ khả dĩ nhất trong hình cờ hiện tại. Thời gian thì cho anh Joe chỉ còn 40 mấy giây thôi. Các bạn chú ý. Rất là khó cho anh rồi. Không, như vậy là chấp nhận mất xe chẳng. Như vậy là một là mất xe, hai là mất mã đấy. Vâng. Đây cờ chắc chắn sẽ được pháo 8 tới 1. Giật bắt xe. Rất khó đi, thưa quý vị các bạn. Anh Joe vừa rồi là không tính nước giật bắt xe mà tính là chấp nhận bỏ con ngựa đi để ngăn con pháo xuống. Thế thời điểm này thì tôi nghĩ là với cái trình độ của anh Nguyễn Tường Long thì chúng ta đã có thể là gửi lời chúc mừng sớm đến anh rồi. Anh Joe các bạn vừa thấy là mặc dù trong lúc khó khăn là mặt vẫn rất là điềm tĩnh. Và đây là tôi nghĩ là một cái... Đấy là lý do mà anh trẻ lâu. Vâng, anh trẻ lâu. Thua bắn cờ không sao cả. Mình nói rất là hay nhưng mà tất nhiên là anh ấy trẻ lâu vì cái chuyện anh điềm tĩnh ấy, nhưng mà đại tướng và đại tướng thì ra trận thì rất là lạnh lùng và... Đại tướng thì rất là lạnh lùng, như đồng hồ thì không lạnh lùng cả. Đồng hồ nó cái khác cả đồng hồ nó rất là lạnh lùng và đã hết giờ rồi. Chúng ta có thể gửi lời chúc mừng sớm đến gửi lời chúc mừng đến Nguyễn Tường Long và chúng ta sẽ gặp lại ở phần trao giải sau trận. Thôi, xin thua bao nhiêu đây. Vâng, như vậy là bên đỏ đã giành chiến thắng trong một hình cờ ưu cả về thể chất và về cả thời gian thì bên đen đã hết giờ rồi.
Vâng, quý vị các bạn vừa theo dõi một cái trận cờ hết sức sôi động giữa hai kỳ thủ, và kỳ thủ Nguyễn Tường Long đã xuất sắc giành chiến thắng với cái nước pháo 8-1, một cái nước cờ mà gây rất nhiều rắc rối cho anh Hoàng Văn Dô, và anh Hoàng Văn Dô đã hết giờ và xin thua. Xin chúc mừng anh Nguyễn Tường Long. Anh Dô, ở trong cái hình cờ vừa rồi thì xin có một cái trao đổi nhỏ về chuyên môn ạ. Khi mà con pháo 5-4 đến từ anh Long vật lên ăn tốt đầu ấy, thì theo cá nhân, theo quan điểm của nhóm bình luận thì anh nên đi mã 7-5 để ăn con pháo đó, bởi vì con pháo rất là mạnh. Và khi mà anh Dô có thể thấy là khi mà mình chưa ăn cái con pháo đó thì về sau chính cái pháo đó nó đem lại cái chiến thắng này cho bên đỏ, thì anh nghĩ sao về nước cờ đó? Đúng, tôi coi như là đi coi như có nước sai, coi như là thứ nhất là sai là coi như con xe tôi giật về ghìm coi như con pháo. Vâng, là mất tiền, mất tiền. Để coi như mất một nước. Vâng. Nước thứ hai là coi như thế là tôi coi như lại đi coi như thêm coi như một con xe của tôi dâng lên để coi như cho coi như thế bên pháo lại coi như được quyền coi như thế là dấc pháo lên, pháo đầu lên để rời coi như tách khỏi con xe. Đấy là hai nước coi như tôi. Các bạn có thể thấy rằng là anh Dô với trình độ rất tốt của mình ngay lập tức đã rút được kinh nghiệm sau giải đấu. Và nói gì thì nói thì anh Dô đã để lại những ấn tượng rất là đẹp cho chúng ta. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai anh và xin hẹn gặp lại hai anh ở các chương trình sắp tới của Kỳ Đài Đất Việt.